Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo mục sức khỏe của trang báo điện tử VN Express, bệnh ngoài da là chứng bệnh thường gặp. Ở trẻ em, làn da non nớt nên dễ mắc bệnh hơn. Mùa hè các điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh ngoài da gia tăng. Bệnh không nguy hiểm nhưng nếu không điều trị kịp thời dễ gây biến chứng. Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ Viêm da do tã lót, tình trạng viêm thường xảy ra với các bé từ 5 đến 12 tháng tuổi, đặc biệt với bé bụ bẫm và trẻ gái. Triệu chứng của bệnh nóng đỏ, đau rát các vùng quấn tã như bụng dưới, đùi, mông. Vùng da này bị bỏng đỏ, tiết dịch sau đó đóng vẩy. Nếu điều trị không kịp thời, bệnh sẽ lan sang các vùng lân cận, xuất hiện các vết xước, giảm sắc tố nặng hơn sẽ khiến bộ phận sinh dục bị tổn thương mùa hè nên hạn chế dùng bỉm cho bé nếu phải dùng thì nên thay thường xuyên hoặc thay ngay sau khi bé đại tiện khi thay nên rửa vùng mặc tã bằng nước ấm tránh kỳ cọ mạnh sau đó thấm khô để một lát cho khô hẳn rồi mới đóng bỉm mới. Muộn nhọt mụn nhọt ở trẻ thường do viêm năng lông và tổ chức xung quanh chủ yếu do tụ cầu gây nên biểu hiện ban đầu là đỏ sưng rồi nóng gây đau nhức dần dần mềm vỡ ra chảy mổ thành sẹo mụn nhọt có thể mọc ở nhiều nơi trên cơ thể đau nhức khiến trẻ quấy khóc kém ăn ngủ những trẻ có thể trạng yếu sức đề kháng kém có thể bị nhọt liên tiếp nhọt này vừa khỏi nhọt khác lại mọc lên có khi gây ra các biến chứng nguy hiểm viêm thận cấp nhiễm khuẩn huyết rôm sẩy là tình trạng phổ biến ở trẻ em trong mùa hè, nhất là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Nguyên do trong thời tiết nóng nực mồ hôi trẻ tiết nhiều không thoát ra được hết, ứ động trong ống bài tiết. Miệng ống bài tiết dễ bị bụi, ghét, bít kín, khiến làn da nổi lên nhiều sần nhỏ, lấm tấm màu hồng, mọc thành từng đám có khi dày đặc. Càng ở những vùng mồ hôi tiết ra nhiều như chán, cổ, lưng, ngực, các nếp gấp của cơ thể càng có nhiều rôm. Nhiều rôm có cả ở vùng kẽ lớn như nách, bẹn, thậm chí toàn thân rôm sẩy gây ngứa ngáy khiến bé gãi nhiều, chỗ gãi có thể gây trợt loét rồi nhiễm khuẩn. Chốc lở là một bệnh nhiễm khuẩn da rất dễ lây. Mùa hè ra nhiều mồ hôi nên nguy cơ chốc lở càng tăng. Chốc lở thường xuất hiện trên mặt, đầu, nhất là quanh mũi và miệng của trẻ. Bệnh xảy ra khi vi khuẩn chủ yếu là tụ cầu và liên cầu xâm nhập cơ thể qua các vết thương, chảy xước hay côn trùng đốt và gây bệnh bệnh xuất hiện với những bóng nước hình tròn dẹt, sau vài giờ bóng nước đục dần, có mủ rồi vỡ, đóng vẩy màu vàng. trẻ em bị bệnh không sốt nhưng thường bị sưng hạch ở quanh vùng có vết chốc. vết chốc lở rất dễ lây lan sang các vùng da lành khác nếu bị dây dịch của vết chốc. chốc lở có thể lan sang vùng kế cận gây viêm hạch bạch huyết gần đó. sau khi bong vẩy thường để lại vết thâm lâu dài. nếu mẹ không để ý và kịp thời chữa cho trẻ có thể dẫn đến bệnh viêm cầu thận. viêm da cơ địa. Bệnh viêm da cơ địa ở trẻ em dễ gặp trong mùa hè khi các yếu tố như trời nóng ra nhiều mồ hôi, nhiều trường hợp do chủ quan đã gây tổn thương da diện rộng để lại sẹo nhiễm trùng, gây viêm nhiễm nhiều vùng khác như tai, mũi, họng, mắt, trẻ mệt mỏi biếng ăn chậm lớn. Bệnh viêm da cơ địa ở trẻ em và trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm nên dễ bị viêm nhiễm tổn thương sâu tới lớp biểu bì của da. cách phòng bệnh. Vào mùa nắng nóng bé dễ đổ mồ hôi, do vậy nên chọn quần áo phù hợp cho bé mặc các loại quần áo vải bông nhẹ, thoáng và sáng màu, nên thay quần áo thường xuyên cho bé, nên tắm cho bé thường xuyên hơn so với mùa lạnh. Thường xuyên cho bé uống nước trong ngày để đảm bảo lượng nước cung cấp cho cơ thể các bé. Có thể cho bé ăn thêm các loại trái cây có tác dụng làm mát cơ thể. Cha mẹ và người chăm sóc nên theo dõi các triệu chứng và kiểm tra da của bé thật cẩn thận, khi thấy có những dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ đi khám kịp thời, chữa trị đúng cách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn đến với nội dung: Từ thiện cho sĩ tử mùa thi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.